bạn đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Thế giới mà chúng ta đang sống có nhiều vấn đề, và lúc này hay lúc khác, cuộc sống của chúng ta cũng sẽ tràn ngập nan đề. Nhưng điều quan trọng là thái độ sống của chúng ta như thế nào. Đối với người tin Chúa, chúng ta có thể nhìn vào Ngài và lấy lại nghị lực để sống cuộc đời kết quả. Hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2022, chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Daphne Dilley qua chủ đề Thái độ sống. Sống trên đời, chắc chắn sẽ có lúc chúng ta phải đối diện với những trạng thái bất mãn, đau khổ, nợ nần. Ngay cả khi còn nhỏ, ở độ tuổi thiếu nhi hay thiếu niên, chúng ta cũng đã trải qua những khoảnh khắc chán nản, không hài lòng với những quy tắc hay là với việc học. Và mọi người ở mọi thời đại đều có những lúc không may gặp phải đau khổ, cảm thấy lo lắng. Đó chính là thế giới chúng ta đang sống. Và thế giới này vẫn luôn là vậy. Vậy chúng ta phải làm gì? Có phải là chúng ta cứ nên chấp nhận thực tế đó và chờ đợi cơ hội để mình lướt qua và đón nhận những điều ngọt ngào khác hơn? Tất nhiên là không rồi. Trước hết, đây là lý do tại sao Chúa Giêsu được gọi là cứu Chúa của chúng ta. Ngài đến để cứu tất cả những ai đã và đang hư mất trên thế giới này. Đức tin vào Chúa Giêsu làm thay đổi mọi thứ. Là Cơ Đốc nhân, bạn biết điều này. Có thể bạn đang suy nghĩ, dù có tin Chúa thì cuộc sống vẫn có nhiều khó khăn. Vậy thì sao? Tôi đề nghị chúng ta hãy học từ những người đã đi trước. Cụ thể, hôm nay chúng ta đã học từ David. Ông đã phải chạy trốn để bảo toàn mạng sống sau khi được chính Đức Chúa Trời chọn làm vua. Tôi chưa bao giờ phải chạy trốn để bảo toàn mạng sống, nhưng tôi thấy mình cũng giống với David ở nhiều khía cạnh. Giống như David, tôi được khích lệ để tiến về phía trước bất chấp những trở ngại. Dù những người xung quanh cũng không khá hơn mình là mấy, nhưng tôi khám phá ra niềm vui khi đức tin được lan tỏa. Và hết lần này đến lần khác, tôi đã được Chúa giữ khỏi mưu kế của kẻ ác. Sau khi chạy trốn khỏi vua Saul để bảo toàn mạng sống, Kinh Thánh cho biết, tất cả những người cùng khốn, nợ nần, bất mãn đều quy tụ quanh ông, và ông trở thành thủ lĩnh của họ, có khoảng 400 người theo ông. Samuel nhất chương 22 câu 2. Khi gặp phải những hoàn cảnh khó khăn, bạn cầu nguyện, kêu xin Chúa, và tôi nghĩ bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng là Chúa sẽ đem đến những người có hoàn cảnh còn tệ hại hơn bạn đến với mình. Nhưng Kinh Thánh cho biết, David trở thành thủ lĩnh của những người đó. Ông không khinh thường những người đã từng đổ vỡ khi Chúa đem họ đến với ông. Ông nhận ra rằng bản thân mình có điều gì đó mà những người kia cần. Và nhờ đức tin lan tỏa của David, những người đi theo ông trở nên những chiến binh mạnh mẽ. Có phải câu chuyện kết thúc ở đó không? Không hề. Đây không phải là một bộ phim truyền hình. Đây là đời thực. Và cũng giống như cuộc sống của chúng ta, David vẫn tiếp tục lâm vào cảnh nguy khốn. Kẻ thù đã tấn công nhà của họ, bắt đi tất cả phụ nữ và trẻ em. Và thay vì tức giận kẻ thù, những người đi theo David đã chống lại ông. Họ muốn ném đá ông. Điều này nghe có vẻ nực cười, nhưng đó là những gì xảy ra khi kẻ thù tìm cách làm cho những người xung quanh bạn, những người đi theo bạn cảm thấy nản lòng. Nhưng David biết một điều mà tất cả chúng ta cần nhớ. Nhưng David lấy lại được nghị lực nhờ Jehovah Đức Chúa Trời mình. Samuel nhất chương 30 câu 6 phần B. Đây là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Đây cần phải là lựa chọn hàng ngày của chúng ta. Là điều mà chúng ta cần phải thực hành thường xuyên mỗi ngày. Cuộc sống là vậy. Chúng ta đang sống trong một thế giới hoang mang và lạc lõng. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể sống khác. Bất kể thử thách bủa vây, bất kể những người cùng hội, cùng thuyền của chúng ta có đang bị bất mãn, tuyệt vọng, bạn và tôi có một sự lựa chọn. Ngay cả khi mọi người đều quay lưng lại, thì chúng ta vẫn có thể hướng về phía Đức Chúa Trời và khích lệ mình trong sự thành tín của Ngài. Đây là điều mà David đã làm hết lần này đến lần khác. Chúng ta được phước vì có thể đọc được những tâm sự trong nhật ký của ông, chính là những bài thi thiên. Qua đó chúng ta thấy rằng David nhiều lần đã tìm thấy sự an ủi nơi Chúa là Đức Chúa Trời của ông. Và hãy để ý rằng David đã tự động viên mình. Ông không chờ đợi phải có mục sư, chương trình, buổi nhóm, người cố vấn hay phải có không gian và thời gian phù hợp. Không, David có thể tự động viên mình trong Chúa hằng hữu, đấng không bao giờ lìa, không bao giờ bỏ chúng ta. David hướng suy nghĩ, lời nói và tấm lòng của mình về Đức Chúa Trời.
Ông không tập trung vào vấn đề của mình, nhưng nhìn vào Chúa để tìm kiếm câu trả lời. Ông thực hành đức tin vào Đấng đã giải cứu mình hết lần này đến lần khác. Và David chính là tấm gương mà chúng ta cần học hỏi. Đức Chúa Trời của David cũng là cứu Chúa thành tín của chúng ta. Hãy mời chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì dù thế giới con đang sống có nhiều thử thách và khó khăn, dù đôi lúc những người xung quanh con vẫn chống lại con, thì Ngài vẫn luôn là cứu Chúa thành tín của cuộc đời con. Trong Ngài, con tìm thấy sự bình an và thỏa lòng. Xin ban năng lực để con tiếp tục sống cuộc đời đắc thắng cho Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, hãy quyết định ngay hôm nay và mỗi một ngày rằng bất kể điều gì có thể xảy đến hoặc có bị ai quay lưng chống đối đi chăng nữa, thì bạn có thể khích lệ chính mình trong Chúa để lấy lại nghị lực và tiếp tục hành trình của mình. Ngài sáng, Chúa Giêsu sống hiện dày, đi chung cho chuyện suốt lối hẹp hòi. Trong dương thế rõ ràng, lòng biết chắc Chúa sống trăm phần, mặc ai đã nghĩ vấn nan. Lời Ngài tôi nghe thỏa thi thay, nhìn tay thương xót rõ ràng. Ngài hằng gần tôi khi nhu yếu, vì phù mọi đàng. Ngài sẽ Ngài sống, Chúa Giêsu sống hiện dày, đi chung cho chuyện suốt lối hẹp hòi, tâm tôi vui mừng thơ thái. Ngài sống, Ngài sống để ban ơn cứu ta đây. Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, rằng Chúa sống trong lòng nào. Xem thế giới đây, Ngài đang săn sóc mọi điều, lòng quyết chẳng thể thất vọng được, dẫu tôi gian nan tỏ xiêu. Nhìn nhận Giêsu dẫn dắt tôi vượt qua cơn sóng gió nhiều, hy vọng gặp Giêsu ta đến biết đâu. Ngài sống, Ngài sống, Chúa Giêsu sống hiện dày, đi chung cho chuyện suốt lối hẹp hòi, tâm tôi vui mừng thơ thái. Ngài sống, Ngài sống để ban ơn cứu ta đây. Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, rằng Chúa sống trong thánh tâu khúc khải hoàn, bài Hallelujah muôn đời, Giêsu Christ vua hiến vang, muôn cậy trông cho kẻ kiêm này, hộ phương cho kẻ đã gờ, không người nào hiền lành nhân ái.
chuyện suốt lối hẹp hòi, tâm tôi vui mừng thơ thái. Ngài sống, Ngài sống để ban ơn cứu ta đây. Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, rằng Chúa sống trong lòng này. Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, rằng Chúa tập chương trình tỉnh nguyện hàng ngày vui mừng cảm tạ Chúa khi đọc được những lời nhắn hết sức mộc mạc và dễ thương của thính giả trong và ngoài nước gửi về cho chương trình. Một thính giả ở Việt Nam đã ví chương trình tỉnh nguyện hàng ngày của Quan Quy như những bữa điểm tâm phong phú, bổ dưỡng và ngon lành cho tâm linh mình. Một thính giả khác thì chia sẻ, cảm tạ Chúa vì đã cho bạn biết đến chương trình trong một dịp tình cờ. Bạn được khích lệ rất nhiều qua chương trình và cầu xin Chúa ban phước cho chương trình được phát triển và lan tỏa hơn. Ngoài những thính giả là tín hữu được khích lệ qua chương trình, ban biên tập càng vui mừng cảm tạ Chúa khi một thính giả ở nước ngoài chia sẻ với chương trình rằng khi bạn ấy giới thiệu kênh Quan Quy Radio cho người em họ ở Việt Nam nghe, sau một thời gian thì cô em họ đã bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu là cứu Chúa của cuộc đời mình. Quan Quy ao ước được trở thành bạn đồng hành cùng quý vị mỗi ngày để học biết về tình yêu của Chúa Giê-xu và lan tỏa tình yêu ấy cho nhiều người. Nếu quý vị được cảm động và muốn đồng hành cùng chương trình trong việc dâng hiến, vui lòng liên hệ đến hotline 0896 164 199 và mong quý vị chia sẻ chương trình này cho bạn bè và người thân quý vị nhé. Nguyện Chúa ban cho quý vị một ngày phước hạnh.